Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thắp hương có thể được xem là một trong những tục lệ quen thuộc của người Việt Nam. Trong lúc thắp hương, trường hợp cây hương cháy nửa chừng rồi tắt hoặc cháy không hết là trường hợp xảy ra rất thường xuyên. Nhiều người thường cho rằng việc cây hương cháy nửa chừng rồi tắt là báo hiệu cho điểm không may mắn, rằng có thể ông bà tổ tiên đang không hài lòng với con cháu và sẽ khiến cho gia đình phải chịu khiển trách. Thế nhưng sự thật có phải là như vậy hay chỉ là quan niệm vô căn cứ? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy May mắn đi tìm hiểu trong nội dung chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Thắp hương được xem là một trong những truyền thống quen thuộc của người Việt, tồn tại từ ngày xưa cho đến bây giờ. Thông thường, mọi người sẽ ít nhất một lần thắp hương vào những ngày đầu tháng, ngày rằm, cúng kiếng và đặc biệt là vào dịp lễ tế. Có nhiều gia đình còn xem đây là một hoạt động không thể thiếu mà họ phải thực hiện hàng ngày. Những nén hương đặt trên bàn thờ tổ tiên, ông bà, ông táo, thần tài, ông địa như là một lời cầu phúc, cầu bình an, mang lại những điều may mắn cho gia đình và những thành viên trong gia đình. Tục lệ thắp hương được ông bà ta ngày xưa xem trọng, mặc cho đa phần giới trẻ ngày nay không còn quan tâm. Đây là một phong tục truyền thống tốt đẹp mà người Việt nên gìn giữ và truyền từ đời này sang đời khác. Đây được xem là một hành động ý nghĩa, tưởng nhớ những người đã khuất và mong nhận được sự phù hộ, mang đến những điều an lành, may mắn cho gia đình. Nếu để ý, quý vị có thể thấy hầu hết mọi người đều thắp một lúc 3 nén hương. Có thể quý vị chưa biết, đây được xem là một con số hòa hợp giữa dương và âm, có ý nghĩa mang lại sự trường tồn và may mắn. Bên cạnh đó, khi thắp hương, tốt nhất quý vị nên chọn số lẻ thay vì số chẵn. Khi thực hiện thắp hương, điều quan trọng nhất là quý vị phải thật nhập tâm, có lòng thành kính, tuyệt đối không được vừa nói chuyện vừa đùa khi thắp hương. Một phong tục thắp hương quen thuộc nữa chính là thắp hương cho người đã khuất, thắp hương khi việc đám tang. Trong trường hợp này, bạn nên lưu ý chỉ thắp 2 nén nhang thay vì 3 nén như bàn thờ tổ tiên hay lễ Phật. Bởi khi người mới mất, người chết vẫn còn tồn tại ở chốn xương thế. Sau 3 ngày khi họ đã siêu thoát thì chúng ta mới nên thắp 3 nén hương như bình thường. Quý vị thân mến, trường hợp thắp hương không cháy hết vẫn xảy ra thường xuyên. Nhưng nhiều người không biết lý do tại sao lại xuất hiện tình trạng này và cảm thấy khá lo sợ và hoang mang. Về lý do tại sao hương lại tắt giữa chừng, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo. Nguyên nhân thứ nhất là do nhang bị ẩm ướt. Đây có thể được xem là một tình trạng quen thuộc. Dù cho bạn có cẩn thận đến đâu thì chỉ với một giọt nước rơi trúng nhang cũng sẽ khiến nhang bị tắt giữa chừng. Vì vậy, nếu thắp hương không cháy hết thì bạn hãy kiểm tra lại xem có phải nó rơi vào tình trạng như thế này hay không. Nguyên nhân thứ hai là do lõi nhang bị ẩm. Việc thắp hương thần tài không cháy hết thường khiến nhiều người suy nghĩ, hoang mang không biết liệu mình có gặp điểm xui xẻo nào hay không. Bạn nên biết rằng, không phải điều gì cũng là suôn sẻ. Có thể vô tình ngày hôm đó bạn cầm chùm nén hương có phần lõi bị ẩm. Và khi cháy đến phần đó thì nén nhang bị tắt là một chuyện rất hiển nhiên. Do đó, hãy thật bình tĩnh kiểm tra thử, đừng nên suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Nguyên nhân thứ ba, do gió thổi quá mạnh. Nếu nhang đang cháy bình thường mà bỗng nhiên vụt tắt thì bạn hãy thử xem thời điểm đó có gió thổi qua hay không. Bởi nén hương có ngọn lửa rất nhỏ, chỉ cần một làn gió thổi qua cũng rất dễ bị tắt. Theo ý nghĩa tâm linh, hương cháy rồi tắt giữa chừng không phải là chuyện lành và điều đó mang đến một điểm báo không tốt, một điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai. Có thể người thắp hương hoặc thành viên nào đó trong gia đình họ sẽ gặp phải chuyện không như ý muốn, công việc không được suôn sẻ hay bệnh tật. Vì vậy, tốt nhất mọi người nên thật cẩn thận nếu bắt gặp trường hợp như thế này. Nguyên nhân về tâm linh. Nếu trong giao thừa xảy ra việc thắp hương không cháy hết
thì rất có thể cho năm mới, gia đình bạn sẽ không được may mắn, công việc làm ăn thất bại, không được thuận lợi trong mọi việc. Đây có thể dự báo là năm hạn nếu. Đây có thể dự báo là năm hạn. Nếu có ý định khởi nghiệp hoặc đi làm ăn xa, thì bạn và thành viên trong gia đình hãy nên cân nhắc. Còn nếu trong quá trình cúng lễ mà nén hương bị tắt giữa chừng, thì tốt nhất là để yên và châm lửa lại cho đến khi nào chúng tắt hết. Bạn nên lưu ý rằng không được nhổ nén hương ra rồi châm lại, bởi lúc này nhang sẽ trở thành nhang thừa. Việc cầu cúng không còn linh nghiệm. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thắp hương nơi kín gió để tránh trường hợp bị tắt. Để hạn chế việc nén hương bị tắt giữa chừng thì bạn phải thật cẩn thận, chọn nhang có chất lượng và kiểm tra thật kỹ trước khi thắp. Nhưng trong trường hợp bạn đã rất kỹ lưỡng mà vẫn xảy ra tình trạng này thì chắc chắn đây là một điểm báo xui xẻo mà bạn cần lưu ý và đề phòng. Thông qua nội dung chương trình, chắc hẳn quý vị cũng đã nắm được ý nghĩa của trường hợp hương cháy dở rồi tắt. Không phải trường hợp nào nó cũng đem đến những điểm báo. Quý vị và các bạn hãy chú ý kiểm tra trong tất cả các trường hợp để khỏi phải lo lắng vô ích. Thực tế thì như vậy, nhưng nếu trong mơ thấy mình đang thắp hương, điều đó có đem lại ý nghĩa gì hay không? Hãy cùng kênh Phong Thủy May Mắn tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Nhiều người thường thắc mắc rằng liệu nằm mơ thấy thắp hương là điềm lành hay điềm dữ? Có báo hiệu điều gì sắp xảy ra hay không? Trong phần chương trình tiếp theo, kênh Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ giúp bạn câu trả lời một cách cụ thể nhất. Nằm mơ thấy mình đang thắp hương. Mơ thắp hương có sao hay không? Đừng lo lắng, bởi khi mơ thấy mình đang thắp hương sẽ báo hiệu rằng sắp có những điều may mắn đang chờ đón bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, giấc mơ này cũng cho biết rằng sắp tới đường tài lộc của bạn sẽ rất phát triển, công việc làm ăn thuận lợi. Mơ thấy người khác đang thắp hương. Nếu bạn nằm mơ thấy người khác đang thắp nhang thì cho biết trong quá khứ bạn đã mắc phải một số sai lầm. Trong hiện tại, bạn đang rất hối hận và muốn sám hối cho những việc mình đã gây ra. Giấc mơ này khuyên nhủ bạn nên làm nhiều việc tốt hơn để bù đắp và giúp cho tâm hồn thanh tịnh và thoải mái. Nằm mơ thấy đang thắp hương tại nhà. Đây là điểm báo về tâm linh trong gia đình của bạn. Giấc mơ này thể hiện gia đình bạn đang xao nhãng trong việc thờ cúng tổ tiên, khiến lòng người đã khuất không hài lòng. Do đó, khi bắt gặp giấc mơ này, bạn nên chú tâm hơn trong việc thể hiện lòng thành để ơn trên có thể phù hộ, mang đến cho gia đình những điều tốt lành. Nằm mơ thấy đang thắp hương ở chùa. Giấc mơ thể hiện bạn đang mong muốn tâm hồn của mình trở nên an nhiên và thanh thản hơn. Có lẽ ở quá khứ, bạn đã gặp phải nhiều khó khăn, có những sự đảo lộn khiến bản thân phải suy nghĩ, áp lực. Đôi lúc, bạn cảm thấy tự ti vì bóng đen quá khứ cứ luôn ám ảnh, chiếm lấy bản thân. Vì vậy, khi thấy hình ảnh bản thân đang thắp nhang ở chùa, cho thấy bạn là người hướng đạo. Bản thân bạn thực chất là một người hiền lành, lương thiện, đồng cảm với những người gặp hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Vì vậy, hãy cứ tự tin và sống tốt, gạt bỏ quá khứ sang một bên. Mơ thấy người lạ thắp hương trong nhà mình. Giấc mơ này cho thấy rất có thể ở ngoài đời bạn đang bị lợi dụng bởi kẻ xấu hoặc đang có ai đó cố tìm cách lợi dụng bạn. Đây là một điềm báo không tốt, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nên phải thật cẩn thận và đề phòng. Nằm mơ thấy đang thắp hương ở mộ. Nếu mơ thấy mình đang thắp hương ở mộ thì có thể thấy rằng bạn là một người hướng đạo. Bạn rất hiền lành, lương thiện và sẽ gặp may mắn, những điều tốt lành trong cuộc sống. Nằm mơ thấy bát hương đang cháy. Nếu chiêm bao nhìn thấy hình ảnh bát hương đang cháy, bị di chuyển hoặc bị đổ thì là điềm báo không tốt cho bạn. Nếu thấy bát hương bốc khói nghi ngút, có hiện tượng cháy âm ỉ thì là điềm báo về mùa mả, về việc thờ cúng tổ tiên. Đây cũng có thể báo hiệu trong thời gian sắp tới, sự nghiệp của bạn sẽ không được suôn sẻ và may mắn. Quý vị thân mến, video hôm nay kênh Phong Thủy May Mắn đã giải thích rõ về việc thắp hương không cháy hết có mang lại điềm báo gì hay không. Theo ý nghĩa tâm linh, có thể tình trạng nén nhang tắt giữa chừng mang đến những điềm báo xấu, không tốt lành. Tuy nhiên, trong thực tế, hiện tượng này là do nhiều nguyên nhân khác nhau tác động. Vì vậy, đừng vội vàng lo lắng và hoang mang. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.